bắt đầu cái phần bảo vệ cái bài cuối khóa của em. Rồi chị mời Long. Thì đầu tiên là phần slide của em, thì em sẽ làm project của em là em làm về website bán điện thoại di động. Thì em xin tự thiệu, em tên là Trần Ngọc Long, em đang là sinh viên năm 4 ngành an toàn thông tin của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Em là học viên của lớp Java Web 15. Thì về cái lý do chọn đề tài về website bán điện thoại di động, thì là trong thời đại phát triển về thương mại điện tử như hiện nay thì mua bán và xem tin tức thông qua phương tiện internet đang trở nên vô cùng phổ biến và trở thành xu thế. Chính vì vậy thì nắm bắt được xu thế này, em quyết định chọn cái đề tài về website thương mại điện tử, cụ thể là website bán điện thoại di động, để phát triển được trọn bộ kỹ năng thao tác xử lý các chức năng đặc trưng của loại website này. Tiếp theo là các công nghệ sử dụng trong cái project của em. Thì về frontend thì em sử dụng HTML5, CSS, Bootstrap, JavaScript, jQuery, Scripper và Ajax. Về backend thì em sử dụng là Java Spring Boot, MVC, Java Spring Security và GPA. Về các chức năng, mô tả chức năng về website của em, thì về về các trang frontend, trang người dùng thì em về trang chủ thì em gồm các sản phẩm nổi bật nhất và các sản phẩm theo chủ đề riêng, các danh mục sản phẩm, các tin tức công nghệ nổi bật. Tiếp theo là trang danh mục sản phẩm thì em gồm danh sách các sản phẩm theo danh mục. Về trang chi tiết sản phẩm thì em gồm các chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng hay là thông tin chi tiết về sản phẩm. Cuối cùng em là trang giỏ hàng thì em gồm có thanh toán, chức năng thanh toán. Tiếp theo là về trang admin quản lý của em thì em gồm hai trang là trang đăng nhập và trang các trang quản lý dữ liệu. Thì trang quản lý dữ liệu sẽ bao gồm là hiển thị các dữ liệu hay là thêm sửa xóa dữ liệu. Thì sau khi hoàn thành xong đề tài thì em đã đưa ra một số hướng phát triển đề tài. Đó chính là cái phần về hiện hiện nay thì em chưa làm cái phần đăng ký, em mới chỉ làm cái phần thêm thêm mới người dùng. Thì phần đăng ký định hướng của em là sẽ phải bổ sung thêm là nhập mật khẩu 2 lần và sẽ phải nhập mã xác nhận khi gửi mã về email đăng ký. Tiếp theo là khi mà có một người dùng đăng nhập vào và sửa các thông tin trong database thì nó sẽ phải lưu lại nhật ký về ngày giờ và người sửa đổi. Cuối cùng là khi mà em đặt đơn hàng thì sẽ phải nhận được cái email xác minh là mình đã đặt đơn hàng. Trên đây là phần slide của em. Tiếp theo thì em sẽ demo về cái project cá nhân của mình. Đầu tiên của em là về trang người dùng. Thì trước tiên ở đây thì em có phần header, thì em gồm logo, website và các cái danh mục sản phẩm của em để trên phần header. Ở đây thì em cũng gồm một cái giỏ hàng để có thể link đến trang giỏ hàng người dùng. Tiếp theo của em là phần banner về các cái tin tức. Ở đây thì em có sử dụng cái shipper để có thể chuyển được cái trang tin tức này. Và tiếp theo của em là về phần chính là gồm các sản phẩm. Đầu tiên của em là về những sản phẩm bán chạy nhất, tức là những sản phẩm hot. Ở đây thì em cũng dùng Shipper để có thể chuyển được hai bên các sản phẩm. Tiếp theo của em là gồm các cái danh mục sản phẩm chi tiết như là điện thoại hay là tablet, phụ kiện gồm tai nghe hay là đồng hồ hay là MacBook. Cuối cùng của em là footer. Ở đây thì em gồm các thông tin cá nhân. Về phần liên hệ này thì em có làm sử dụng Ajax để demo. Sau khi ấn thì sẽ show lên cái alert để thông báo. Tiếp theo của em là các cái trang danh mục sản phẩm. Đầu tiên thì em thử vào cái trang về điện thoại. Ở đây thì em chỉ gồm các thông tin về điện thoại, các sản phẩm điện thoại. Hay là ví dụ là MacBook thì gồm các sản phẩm về MacBook. Hay là đồng hồ thì sẽ gồm các sản phẩm về đồng hồ. Tiếp theo là em sẽ vào thử một cái trang chi tiết sản phẩm.
Ở đây thì trang chi tiết sản phẩm em sẽ gồm tiêu đề của sản phẩm. Ở đây thì em gồm các thông tin như là ảnh của sản phẩm, ảnh chính và các cái ảnh con ở phía dưới. Ở đây thì em cũng sử dụng để chuyển. Tiếp theo của em là về thông tin về giá sản phẩm, giá ưu đãi. Đây là giá đã giảm rồi. Ở đây thì em có một cái button về mua ngay, tức là khi người dùng click vào đây thì sẽ thêm một giỏ hàng. Khi em click xong thì trong giỏ hàng thì sẽ show lên là một sản phẩm. Tiếp tục trang chi tiết của em thì em gồm các thông tin về chi tiết sản phẩm. Ở đây thì cái data của em thì em sử dụng cái link ảnh trực tiếp nên là cái data này thì có thể ảnh nó bị mất. Em cũng gồm cái là địa chỉ của công ty. Cuối cùng của em thì gồm cái về đánh giá, nhưng mà ở đây thì cái này em chưa làm cái vote ạ. Bây giờ em sẽ thử vào cái phần giỏ hàng. Ở phần giỏ hàng này của em thì gồm thông tin về sản phẩm, về số lượng. Ở đây thì em để số lượng là 2, thì tổng giá trị sẽ là 13 triệu. Ở đây thì khách hàng muốn thanh toán thì sẽ phải nhập thông tin của khách hàng vào. Ví dụ em nhập thông tin. Bấm vào thanh toán thì sẽ hiển thị lên một cái alert thông báo đã thanh toán thành công. Và nó sẽ tự redirect về cái trang home. Ở đây thì em cũng dùng thêm cái talk to để dùng để có thể khách hàng có thể nhập tên hay là email và các cái phản hồi hay liên hệ. Để mình có thể admin có thể nhận được cái thông tin này. Trên đây là cái phần về trang home của em ạ. Tiếp theo thì em sẽ trình bày về trang login, trang đăng nhập. Ở đây thì khi mà người dùng mà sử dụng cái đường dẫn mà có gồm admin thì bắt buộc phải đăng nhập. Trên đây là trang admin của em. Sau khi admin đăng nhập vào thì thông tin của admin sẽ hiển thị ở đây, gồm ảnh đại diện, họ và tên. Ở đây thì trên này thì em drop down này thì em sử dụng cái tên đăng nhập. Đây thì em gồm chức năng đăng xuất. Sau khi đăng nhập vào thì em sẽ tự động chuyển đến trang sản phẩm. Ở đây thì em gồm danh sách các sản phẩm, gồm các thông tin như tên sản phẩm, hình ảnh, giá cũ, giá mới hay mô tả hay là hot nhất. Ở đây thì hiện tại cái phần phân trang của em đang bị lỗi nên là em tạm thời em render ra toàn bộ sản phẩm ở đây. Ở đây thì em gồm các chức năng như là tìm kiếm hay là tìm kiếm theo sản phẩm. Em sẽ thử tìm điện thoại. Ở đây thì em sẽ tìm kiếm được toàn bộ các sản phẩm về điện thoại. Tiếp theo là em sẽ thử nhập thông tin để tìm kiếm. Em nhập thông tin tìm kiếm từ khóa và tìm theo điện thoại thì nó ra toàn bộ các cái sản phẩm có từ khóa. Tiếp theo là em thử chức năng thêm mới.
Sau khi em thêm mới sản phẩm thì sản phẩm đã thêm vào đây. Đây là toàn bộ thông tin sản phẩm. Em sẽ thử chức năng xóa sản phẩm. Đây thì sản phẩm đã bị xóa. Đó, tiếp theo là các trang quản lý của em, quản lý về thành viên. Đây là em quản lý về người dùng hay là quản lý về các loại sản phẩm. Trang quản lý về tin tức. Trên đây là cái phần trình bày về project của em ạ. Hiện tại thì cái trang admin này thì em còn nhiều cái xử lý vẫn bị lỗi. Thì nó vẫn chưa được hoàn thiện lắm.